Gần đây, những nhân tài của thế giới under gần như xâm chiếm V-pop với hàng loạt tên tuổi ấn tượng. Đếm xương xương thì cũng có kha khá rapper tên Long có kỹ năng rap không phải dạng vừa. MCK, tên thật là Nghiêm Vũ Hoàng Long, là một nhân vật có tiếng trong giới under. Trước đó, chàng rapper này được công chúng biết đến qua loạt sản phẩm nổi bật, phải kể đến nhất là Tình Đắng Như Ly Cà Phê. Tham gia rap Việt mùa đầu tiên, MCK gây ấn tượng với khả năng rap autotune live độc đáo hiếm thấy ở rap Việt. Ngay lập tức anh được chọn về đội của huấn luyện viên Qua Quy. Tại vòng bứt phá, anh đã tạo nên bản hit như Dân Chơi Xóm, Giàu Vì Bạn, Sang Vì Vợ, những ca khúc trẻ trung tươi tắn mang màu sắc riêng và được nhiều người yêu thích. Win Lê, tên thật là Lê Thượng Long, không chỉ là influencer gây ấn tượng với mọi người bởi hình ảnh cá tính và phong cách nổi loạn, mà còn có tài chơi rap đỉnh của chóp. Có thể nói, Win Lê là một rapper vừa có tiếng vừa có miếng trong giới under. Bên cạnh đó, anh còn được biết đến như những fashionista với gu thời trang đặc biệt và rất độc đáo. Chàng trai sinh năm 1998 hiện đang sở hữu một shop thời trang tự thiết kế. Thậm chí anh chàng còn từng xuất hiện trên Elle Trung Quốc, một trong những tạp chí thời trang danh tiếng thế giới. Oti, tên thật là Lã Thành Long, sinh năm 1996. Tuy còn rất trẻ, chàng rapper điển trai Giang Khánh này đã có trong tay gia tài đồ sộ các ca khúc hợp tác với nhiều gương mặt V-pop, chẳng hạn như Em Đã Biết cùng với Suni Hạ Linh, Bức Thư Để Lại với Hồ Ngọc Hà, Khi Tình Yêu Đủ Lớn với Hoàng Thùy Linh, Let Me Go với Han Sara, Yêu Bạn Được Không với Jundi. Oti tham gia sàn đấu rap Việt và trở thành học trò cưng của huấn luyện viên Bin và càng được công chúng biết đến nhiều hơn nữa. Dù rap Việt mùa 1 đã kết thúc, ca khúc Nhà Bao Việc vẫn giúp Oti chinh phục được thêm nhiều khán giả. Logi, tên thật là Nguyễn Hoàng Long, sinh năm 1997 và là một rapper khá tiếng tăm trong giới rap khu vực miền Bắc. Sở hữu chất giọng trầm đặc trưng cùng cách đi lâu sáng tạo, Logi đã gây ấn tượng rất lớn qua các sản phẩm âm nhạc trong series Tán Gái, Hanoi and Dreams và mới đây nhất là Chopper Killer. Người nghe có thể tìm thấy rất nhiều màu và chất khác nhau trong âm nhạc của Logi. Da Lab vốn là một nhóm nổi tiếng nhất nhì trong giới under, ra đời từ năm 2007 và cho đến nay đã tạo dựng cho mình một vị thế riêng cùng lượng người hâm mộ lớn. Thời gian đầu, nhóm gồm 3 thành viên là Võ Việt Phương, Nguyễn Trọng Đức và Trần Minh Phương. Đến năm 2018, Nguyễn Hoàng Long chính thức gia nhập tạo nên đội hình 4 thành viên cho Da Lab. Không chỉ là một mảnh ghép của Da Lab, MCL còn là một nghệ sĩ đa di năng khi vừa có thể viết nhạc vừa hát lại còn có tài năng rap nữa. Bên cạnh việc hoạt động cùng nhóm, MCL đôi khi cũng cho ra mắt một số sản phẩm âm nhạc trên danh nghĩa cá nhân. Một số sản phẩm nổi bật của MCL như Chẳng Biết Điều Gì, Thuốc Độc, Tiệc Tàn chỉ là số 2 kết hợp cùng Linh Cáo. Lo, LOL là rapper nổi bật với bộ suit 3 mảnh tông màu đỏ tại tập 6 Rap Việt. Tên thật là Nguyễn Thanh Long, sinh năm 2001. Tham gia rap Việt anh đã về đội của huấn luyện viên Su Boy, một vài bài có thể kể đến như Em Ơi Có Bao Nhiêu, Kẹt Xe, Vì Anh Không Có Việc Gì Để Làm, Dành, Đơn Phương. Một thí sinh khác team Su Boy là rapper Gừng. Chàng trai trẻ sinh năm 2003 này có tên thật là Lê Trọng Hoàng Long. Gừng cũng là rapper nhỏ tuổi nhất của rap Việt, tuy dừng chân khá sớm thế nhưng hẳn rằng Gừng cũng đã để lại một dấu ấn riêng trong lòng khán giả. Sóc Nâu tên thật là Phan Hoàng Long, là rapper trẻ tài năng chơi hệ freestyle thuộc khu vực miền Nam. Sóc Nâu bắt đầu được công chúng biết đến rộng rãi chính là từ sau khi giành giải quán quân mảng rap freestyle tại Backtech 2019 cùng với Phúc Du mảng rap No Beat. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay hãy đăng ký và bấm chuông thông báo để đón xem những video mới nhất từ chương trình nhé.